giới được viết bằng tiếng Campuchia và tiếng Anh với lại tiếng Việt Nam. Đó, bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục hành trình. Con mương á, con kinh này thì đó chính là đất bạn Campuchia và bên đây là Việt Nam. Và đây là cột mốc, có lẽ là mấy anh em mình sẽ chụp một cái tấm ảnh lưu niệm ở tại nơi này, cũng như là quay cho cô biết, bác quý anh chị biết về vùng biên giới phía tây nam của Tổ quốc ha. Đây, lại đây quay cái cho em. Phong, cái đây là lãnh thổ của mình là Việt Nam. Cột mốc này là số 232. Còn cái hàng hóa được xuất nhập khẩu từ nước bạn Campuchia sang Việt Nam và Việt Nam sang Campuchia. Xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Bùi Hồ đang có mặt dọc cái tuyến đường biên giới thuộc xã Bình Thạnh, huyện Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp, giáp với bên đây, giáp với tuyến đường này, đó là bên kia là biên giới bạn nước bạn Campuchia. Trên cái tuyến đường này thì khá là hẻo lánh. Đây quay mấy cái cảnh mùa nước nổi cho cô bác quý anh chị xem nè. Nước giờ đây vào khoảng gần độ tháng 10 nên nước cũng đã rút rất là nhiều. Và những cái cây mà cắm cắm cầm như vậy là người ta đang nổi giớn để đánh bắt hải sản hồ. Bên đây bên kia là ranh giới của Campuchia. Đường như thế thì mình nhận được một cái bảng, đó là khu vực biên giới được viết bằng tiếng Campuchia và tiếng Anh với lại tiếng Việt Nam. Đó, bây giờ anh em mình sẽ tiếp tục hành trình. Theo mình cảm nhận được cái con đường của những người dân Việt Nam sống dọc theo biên giới này về kinh tế rất là khó khăn so với các khu vực ở vùng nội trời thẳng luôn rồi. Và cái cuộc sống của người dân ở vùng biên giới này chủ yếu thu nhập chính từ cái việc nuôi những cái con bò, những cái con dê. Và hôm nay thì trên cái đoạn đường mà theo tuyến vành đai biên giới của bác quý anh chị giữa Việt Nam và Campuchia ở khu vực phía nam, thì Bùi Hồ có gặp được một cái anh này, ảnh chuyên làm nghề đặt lương. Và cái việc mà ảnh đặt lương hàng ngày mà có thể thu nhập vào mùa nước nổi như thế này á, là có thể thu nhập đủ cho gia đình, và như thế nào mà cô bác quý anh chị cùng có thể theo Bùi Hồ để hỏi thêm về cái cuộc sống của anh nha. Này lương ha, anh là bao nhiêu ông trúm vậy? 42 ông. Sẽ với lại cô bác quý anh chị, cái đặc trưng của miền Tây mình á, dọc theo tuyến đường luôn có những cái bình nước như thế này. Và đặc biệt là mình thấy nhiều nhất ở cái vùng Phú Tân của An Giang nè. Đó, vào những ngày lễ 18 tháng 5 đây là cái đặc trưng. Và dọc theo cái tuyến biên giới này, tất cả các nhà phía Nam á đều cho thấy rằng để một cái thùng nước như thế này để mà những người đi làm đồng, làm ruộng, hoặc là những người mà đi dọc đường á không có nước uống thì người ta sẽ sử dụng nước này để mà uống. Thì cái này á là mình cũng hoàn toàn miễn phí, thể hiện một cái nét văn hóa đặc trưng của người miền Tây luôn á. Và ở đây có thêm một cái thùng nước đá đó, thì những người đi làm đồng có thể là lấy cái cục nước đá này bỏ vô cái phích của mình và gót thêm một miếng nước này để mà đi đồng đó. Thì hôm nay cái việc này á đối với mình á thì nó cũng rất là bình thường. Theo chia sẻ của em Phong, đây là một cái nét đặc trưng mà không một cái nơi nào có ngoài khu vực miền Tây Nam Bộ của mình. Và để hiểu thêm về cái cuộc sống của vùng biên giới thì chắc có lẽ là mời cô bác quý anh chị cùng theo mấy anh em mình chạy dọc theo cái tuyến vành đai để đi đến Ôi ôi, lương này là lương đồng chính gốc luôn hả nha. Con nó bự quá kìa. Anh làm cái nghề đặt lương này lâu chưa anh? 2 năm. 2 năm hả? Hôm nay năm thứ 3. Anh đặt cái đường phía sông sau lưng vành đai biên giới này hay là của Việt Nam mình? Ở Việt Nam bên Hưng Điền mình. Ôi ôi, con lương. Đâu đó anh cầm lên cho em coi. Ôi ôi. Lương đó là bao nhiêu tiền một ký anh? Ký 200. Lương bự này ha. Dạ. Yeah. Ôi, cắt là nhiều ống chúm luôn. Đặt bên Hưng Điền mới về. Mỗi ngày là sáng tối là anh phải đi đặt, sáng đi thăm. Chiều 3 giờ đi đặt thì hằng sáng đi thăm. 3 giờ chiều hả anh? Dạ. Tất cả những này bằng ống mũ á hả? Ống mũ, ống bình minh mình đó anh. À, ở trên là ống nước này. Là mồi của nó là mồi ốc anh hả? Không. Ốc mu vàng đập bể anh bỏ vô hả? Ừ. Anh có sơ chế lại không hay là đập bờ dễ?
đập rồi gì đó, rồi màu cũ màu mới mình cái mình pha lại nó thúi thúi gì là nó bắt mùi thúi mùi tanh là nó chạy vậy. Mỗi ngày thu nhập của gia đình của anh là khoảng trúng nhất là khoảng nhiêu tiền ha? Trời, 100 mấy 200 lương nhỏ mình nuôi để nuôi. Nhưng mà bữa nay là thấy anh im nè, lương bự không à? Ôi ôi có con nó bự cơ kìa. Cái con đó mấy trăm gram anh hả? Hai gram. Anh đặt ra hết là tổng số này là bao nhiêu ống anh? 42 ống. 42. Hôm qua được 2 kg rưỡi, này chừng ký mấy lương nhỏ không? 2 kg rưỡi trung bình cũng 300 ngàn. Cái cách đặt nó khó không anh? Anh tên gì ha? Tên Bẩn. Cái cách đặt nó khó không anh Bẩn? Dễ. Thì theo hầm đồ này kia mình ghim đại nó có thèm màu thì nó đói nó vô. Nó vô cái đường nào anh có thể cho tụi em xem với. Cái hôm đừng nó vô được mà ra không được. Mồi thì mình để bên đâu? Mồi để bên kia. Dạ, mồi để bên đây. Có cái nắp. Có nghĩa là nó nghe mùi thơm á. Nó chưa vô hôm. Là làm sao mà mình biết cái chỗ đó có lương anh? Đặc đại gì đó, như mình đi theo hầm đặc đại nó có là nó chạy. Dạ. Ôi con lương nữa kìa. Dính cua nữa. Ngoài dính lương ra hả? Có dính gắn đồ không anh? Có, gắn hổ hà, gắn chung mình. Mỗi một cái mùa này là cái này anh sử dụng anh đặt 2 năm rồi đúng không? Cái ống này hả? Bao nhiêu năm thì mình phải thay cái ống một lần? Đâu có thay đâu, có mất thôi. Mất thôi hả? Vậy là cái ống này mình đặt chừng nào bởi ra bởi được thôi. Bởi băng là đặt hoài. Này là ống trúm. Ống trúm đặt lương á. Ngày xưa em nhớ là đặt lương ống trúm là bằng ống tre. Ống tre không, bây giờ ống tre quá nặng. Ống tre thì nó chạy nhiều hơn ống này hay sao anh? Nó cũng chạy y mà nó nặng. Cái này là anh tự thiết kế hay là anh mua ngoài chợ? Mua của người ta, hồi lúc đầu tiên mua là ống 50 ngàn. Ống 50 ngàn? Dạ, mua 50 ống 2 triệu rưỡi rồi về rồi mình mới thiết kế học lợi mình mới đặt. Nãy giờ em đứng đây em thấy dường như là có ống không phải không anh? Dạ. Có ống nào mà nó dính mà lên được khoảng nửa tí 5-6 con lương không? Không luôn. Lương thường có, nó vô nhiều nhất 2 con phải không? Dạ, 2 con hả? Con. Nổ á, cũng dính ít thôi. Có khi nào anh đặt vậy mà anh dính con lương với lại con gắn chung không? Có. Mà nó ăn gắn lương chích queo. Ăn lương chích queo hả? Có cái câu chuyện giữa con lương với con gắn chung á. Anh có nghe nói cái câu chuyện đó không? Con lương với gắn chung nó kỵ vào ngày gầm hay sao phải không anh? À, nó đói là quen ăn, nó lại nó nằm đó, gắn lương này nó hả họng lương chung vô. Vô ngày hôm qua cũng ba gắn chung. Ồ dữ ha. Có nghĩa là con lương á hả? À, là con gắn chung là nó đói là con lương nằm nó tự chung vô họng cho con gắn chung ăn. À vậy đó hả? À. Mà tới ngày, hình như là ngày rằm mới có không anh Nam bả? Ngày rằm. Đi đặt gì cực dữ không anh, đi bằng xuồng hả? Đi xe này không. Đi xe hả? Lương nhỏ gì mình nuôi, còn bự thì bán 2 gram, 1 gram rưỡi rồi này kia thì bán. Dạ. Nhỏ vô bồn rồi. Dạ. Ok, con lương kìa. Rồi chiều nay là mình đi bắt ốc khác. Ôi. Đó. Trời ơi, này đâu có 2 kg không anh Bứng? 2 kg. 2 kg hả? Còn 2 ống nữa là hết rồi. Đó. Nồi giờ. Ủa mà trước này là gì anh? Bầu ốc cho lương ăn. À. Lương trong nhà rồi kia. Giờ vô nhất bán cũng không được. Anh có thể cho em xem được không? Được. Vô trong xem đi. À, lát nữa đợi anh đổ xong rồi hướng dẫn cho em xem với. Vô trong tự nhiên. Đó, vô. Cái này là anh bán lộn xộn hết này là bao nhiêu tiền một ký? Cái này hả? Dạ. Nhìn mấy lương bự quá. Bây giờ thì cũng như lương bự thì bán kilo 200
Còn mà lươn nhỏ này để nuôi không, lươn nhỏ không quá. Nuôi nó khó không anh? Cũng dễ. Ờ vậy là hết à. 42 ống là tiền vốn là 2 triệu mấy á. Bây giờ cái đó bỏ. Em thấy ngoài trước nhà mình là có ông tà đó kìa. Cũng như đất của em thì cái ranh đó đó mà ổng xin cắt. Dạ. Cắt thì cho ổng cắt luôn. Ở đây là nuôi lươn trong đây hay gì anh Bấn? Dạ. Như cái nhà trong nhà này nuôi lươn không à. Tôi ở có nhiều đó đó. Ở Nguyễn này hả? Ừ, chồng đó nuôi lươn không à. Rồi có vợ con gì không? Có, ở đầu lộ Lâm Thương Ngọc chứ. Ồ, ồ. Nước nó phải hôi hôi vậy đó hả? Bị gì thai ngày hôm qua lúc 12 giờ rồi chưa có thai. Nó lũi dưới hết hả? Lũi dưới chứ. Mình nhìn mình đâu thấy kìa kìa, thấy con lươn nhỏ nhỏ trồi lên kìa. Nó đó, nước nó nhúc nhích nè. Lươn. Nó ăn là cái gì anh Bấm? Ốc. Ốc hả? Ốc không ạ. Vô nhớ thích chơi rồi không có bán được. Dạ. Chả ăn cái có 140 đâu có bán. Cái này là cái gì? Lươn đặt ngày hôm qua. À. Qua được hai cái gữ đó. Bữa nay dồn để đi bán hả? Chứ hai ba ngày mới bán. Làm này cũng cực quá em Bấm. Thì nó cực rồi mà nó khỏe hơn cái mình đi làm mướn. Lúc này là được nghỉ rồi đó. Chiều 3 giờ đi. Tiếp tục. Rồi em cảm ơn anh. Ô nè. Đó lương đồng không nghe. Lương. Cái đó toàn bộ là lương đồng á. Đồng không. Rồi cảm ơn anh vẫn rất nhiều nha. Rồi. Đường mà Bùi Hồ đi đó, dọc theo cái vành đai biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, thì mấy anh em gặp cái cột mốc biên giới của Việt Nam và Campuchia. Và phía trước đó là chính là cái cột mốc số 232 để đánh dấu biên giới của Việt Nam và Campuchia. Thì ở phía bên kia cái con mương á, con kinh này, thì đó chính là đất bạn Campuchia và bên đây là Việt Nam. Và đây là cột mốc, có lẽ là mấy anh em mình sẽ chụp một cái tấm ảnh lưu niệm ở tại nơi này, cũng như là quay cho cô biết, bác của anh chị biết về vùng biên giới phía tây nam của Tổ quốc ha. Đây, lại đây quay cái cho em. À, Phong. Cái đây là lãnh thổ của mình là Việt Nam. Cột mốc này là số 232. Còn số 7 với số 2 ở dưới là gì hay không hả? Tiếng súng. Tiếng súng hả? Ừ. Chắc tập dược gì á. À, cột mốc cái vị trí số 232 còn số 7 á là đánh dấu thuộc cái đồn biên phòng nào đó, ám hiệu theo quy định của lực lượng biên phòng. À. Đó, cái vị trí này. Thường thường á những cái cột mốc này thường có một cây cao lên. Ừ. Nhưng mà này không có cây. Bên đây có chữ Campuchia không ta? Đây, Việt Nam Campuchia. Đây, Việt Nam luôn. Có nghĩa là đánh dấu bước ngoặt ở đây. Và bên kia đó là cái con kênh. Ở dưới là con kênh giáp qua đó là Campuchia đó. À, ở đây là phần đất liền ha. Đây. Ở đây là có một cái con đường của các đồn biên phòng biên giới á. Lắp ở đây. Đây là cái con kênh này ở Việt Nam và Campuchia. Bên kia đó là đất bạn Campuchia. Nó cái vùng đất bên đó đó. Thì cái con kênh này nó chạy dọc theo suốt rồi. Dựa của thuộc huyện Hồng Ngự với Tân Hồng. Chạy dọc theo suốt cho đến cái cửa khẩu Vinh Bà luôn. Và hiện nay vì tình hình dịch bệnh rất là phức tạp, nên việc mà lưu thông giữa hai nước thì tất cả đều được ngăn chặn hết à. Và có thể là hiểu rõ thêm về cuộc sống người dân ở đây thì mời cô bác bên chị tiếp tục theo hành trình dành đai biên giới phía tây nam của Tổ quốc ha. Dọc biên giới so với Campuchia. Và một chút xíu nữa thôi thì anh em mình sẽ đến được cái nơi gọi là cửa khẩu Vinh Bà. Một trong những cái cửa khẩu mà tỉnh Đồng Tháp giáp với nước bạn Campuchia sau cái cửa khẩu gây ven của Hồng Ngự.
dân nơi đây thì chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thôi. Và đặc biệt là ở đây thì bò rất là nhiều. Các bạn mà có về dùng Tân Hồng á thì muốn thưởng thức cái món gọi là khô trâu, là một trong những cái món đặc sản ở vùng đất Tân Hồng, tại vì nơi này còn nuôi chăn trâu bò rất là nhiều, và đặc biệt là đánh bắt cá vào mùa nước nổi như thế này. Hiện nay mấy anh em cũng đi vào mùa nước nổi thì cái việc mà xem những người dân đánh bắt cá ở trên sông, và đặc biệt là đặc sản đó là cá linh vào mùa nước nổi. Và đây là một trong những cái cây cầu mà nối liền giữa nước Việt Nam và nước Campuchia, và đây là cửa khẩu biên giới Dinh Ba, và chúng ta thấy hàng hóa này được chuyển qua. Trước đây thì mình cũng có đi một cái cửa khẩu ở tỉnh Lào Cai giáp với nước bạn Trung Quốc, đây là cửa khẩu đang vận chuyển hàng hóa ra nè. Bây giờ thì chắc có lẽ là đến đây thì anh em mình sẽ kết thúc hành trình tìm lại đường về biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, khu vực phía nam của Tổ quốc. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Và hôm nay thì hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Đây là một clip khá là đặc biệt quay về vùng biên giới như thế này.